Giao. Tôi là Lô Tam Mau. 0947640046. Đây là London trả lại. Đấy. Hả? Đây là London trả lại. Ờ, London đấy chứ đâu. Em cứ tưởng London là phải ở nước ngoài cơ. Nước ngoài á? Bây giờ Việt Nam có ở giữa Hà Nội luôn. Ôi, làm... Đấy, thấy chưa? Làm hải sản đấy. Chưa. Vậy thấy khác gì ở bên nước ngoài chưa? Ê, Quang Đế. Hả? Quang Đế. Ủa, tỏ hơi. Ui, con này to hơn con mà anh em mình ăn đấy nhỉ? Ừ, khủng nhờ. Ui, ui, ê. Cá ngọc à? Con. Cái gì đấy? Ừ, chè phi đồng à? Chè phi. Chè phi mà. Có cái sông này. Phải không? Điên nạ, có thể con cá lăng không phải câu được con rồi đấy. Không phải đâu, nó khác khác ấy. Nhạc, con này nó chạy xấu à? Con này, tao nhìn thấy nó tổng con lươn á. To to lắm. Con này gì mà thế lẹt thế? Hả? Con cái gì nằm thế lẹt thế này? Phải chưa? Đỉnh nhờ, không ngờ Hà Nội này có London nhỉ? Đấy. Chỗ ngồi đã. Hello chị. Wow. Chỗ ngồi đấy được không? Được, anh ngồi đấy. Bằng thủy tinh đấy, không phải bằng nhựa đâu mà cọc cao nhá. Nhưng mà chỗ này vẫn chưa đẹp. Mình phải tìm một chỗ view. View thật là đẹp. Hả? Người ta cũng to như của tôi ấy nhỉ? Thì đấy, London mà, đỉnh. Ôi, ôi trời ơi. Phòng đây. Phòng này phòng đặt tiệc hay anh em mình thuê luôn cái phòng này nhỉ? Có cả loa đài nhỉ. Sân khấu luôn này. Bum ba si bum bum la bum. Ba lu ba lu bum. À, phòng này phòng đặt tiệc hay là thuê luôn phòng này? À đây, ra xem view đẹp không đã. Mình phải kiếm một chỗ nào view đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đây. Ui, dài rồi. Như kiểu là đi họp tổng giám đốc ấy nhỉ. Wow. Mưa rồi. Đây thôi, lại đi sang bên đây, đi sang bên đây. Còn nhiều chỗ đẹp hơn, nhiều chỗ đẹp lắm. Thơm nhỉ. Ôi, ôi. Đây có cua. Sao ở đây có cua mà bên kia có cua anh nhỉ? Ờ anh ơi, sao ở trong bể cũng có cua mà ở đây có cua ấy? À, cua đây ăn tại bản. Ăn tại bản á? À? Tức là nhưng mà ăn sống à? Hôm nay mình hấp tại bàn. À hấp tại bàn là chén luôn à? À, mang sang lẩu. Cua này là nướng tại đây, hấp tại đây. Đây, bếp hấp. À, đây là lẩu nướng đây đúng không anh? Đó, lẩu nướng. Hiểu, ok. À. Phải nhỉ? Mình bảo có một quán ở nơi ăn. Ở đây hay đấy nhỉ? Chỗ này là chỗ mày biết để làm gì không? Làm gì? Dành cho những thằng như mày đấy. Tức là tao uống rượu mày vào đấy mà chơi. Đó. Trẻ con vào đây chơi để cho bố mẹ uống rượu. Gì đấy? Chỗ này đúng rồi, trẻ con mới thích. Mày ở đây nhá, tao đi đấy. Cái chỗ này là chỗ dành cho trẻ con để cho bố mẹ ăn uống cho thoải mái. Con trẻ con vào đây mà chơi. Tao đi chơi à, đi ăn đây mày đấy. Em ơi, anh đi hai người thì gọi món hay là gọi suất như nào ạ? Bên em thì là buffet ạ. À, mình có thể là ăn cua ăn gà thỏa thích luôn anh ạ. Buffet là cái gì? Buffet hải sản ạ. Tại mình có thể là chọn món thì ạ, mình ăn tất cả hải sản bên em ạ. Buffet à? Dạ vâng ạ. Buffet à? Dạ vâng ạ.
là tức là ăn là phê đó. Nhưng mà là bao nhiêu tiền đấy? Dạ bên em là giá là 345.000 một người anh ạ. Một người á? Dạ vâng ạ. Thế được ăn những món gì? Dạ bên em thì có trên 200 hải sản ạ. Dạ mình có thể là chọn những cái món hải sản thỏa thích luôn ạ. Thuộc vào cua ghẹ này hoặc là hàu ạ. Cua ghẹ. Tức là ngồi nữa ạ. Dạ. Tức là ăn thoải mái. Dạ vâng ạ, bên em là ăn thoải mái luôn ạ. Ăn tất. Dạ vâng ạ. Mà có 345.000. 345.000 một người. Dạ vâng ạ. 345.000 nhá. Bây giờ nhá. Một cân cua 500.000 rồi. Một cân cua 500.000. Giả dụ như mình ăn một cân cua có 3 con. 3 có con đúng không? Ghẹ cơ. Ừ. Ghẹ. Ghẹ mình tôm đây. Ừ. Ghẹ cũng phải mấy trăm nghìn một cân đấy, 600-700 nghìn. Ui. Thì mày ăn một cân cua tao ăn ôi không. Năm không lỗ đâu. 5 con cua, 5 con ghẹ. Xong ăn đầy đủ mọi thứ nữa. Cái gì không ăn được. Được ăn tất đúng không? Được ăn tất. Thế bây giờ là chén nhỉ? Mút nhá. À thế thì cho anh 2 suất. Dạ vâng ạ. 345.000 một suất à? Dạ vâng ạ. 2 suất bao tiền ạ? Dạ 2 suất là 690.000 2 suất ạ. 690 à? Dạ vâng ạ. Dạ nhưng mà với anh này, bạn này là trẻ em ạ. Thì bên em là tính suất chị em riêng. Và chị em bên em là giá là 153.000 một suất anh ạ. 153.000 á? Dạ vâng ạ. Wow. Nhưng mà lỗ thì phải chịu đấy nhá. Dạ không, vâng ạ. Nhưng mà bây giờ anh được ăn tất đúng không? Hỏi lại một lần nữa nhá. Dạ vâng ạ. Được ăn tất, ăn thoải mái đúng không? Dạ vâng, mình ăn thoải mái luôn. Lỗ em chịu đấy nhá. Dạ. Lỗ đừng có xin bọn em ạ. Ok. Em ăn kinh lắm. Quả này ăn thoải mái. Bố, mày im. Mận 345 tao này. Mày 150 là có hết có bao nhiêu nhỉ? 334 345 đến 150 là bao tiền? Đúng mẹ rồi. Chưa được 500.000 nữa đấy. Ừ. Mà ăn hải sản thì rồi ok. Cho anh hai suất, một suất người lớn, một suất trẻ con. Một. Trời đảo hoàng vào. Nào. Bạn này là được 1m2 rồi anh ạ. Dạ, tầm tính suất trẻ em ạ. Thế là từ bao nhiêu là tính suất trẻ em? Dạ, từ 1m đến 1m3 là tính suất trẻ em ạ. Dạ, trên 1m3 thì là tính suất người lớn rồi ạ. À, ok. Ok. À bây giờ là tự mình vào ăn hay là em lấy cho bọn anh ăn? À bên em thì mình là món là mình tự chọn anh ạ. À đấy là vâng. Gọi là buffet đấy à? Dạ vâng ạ. À buffet tức thì là cái gì được. Tức là đi ăn tự phê đấy. Đi. Vâng, em mời anh ạ. Quẩy. Với ăn gì anh nhỉ? Nhiều quá không biết ăn gì hay là mỗi thứ đảo tí nhỉ? Thôi, thế thì lấy chiếc đồng ăn đi cua. Trời, mình tính là bao nhiêu cân cua nhỉ? Hả? Cua ghẹ, bê bê. Ít nhất mình ăn một cân cua là lãi rồi. Đi lấy cái thứ đắt nhất, rốt lắm. Mấy cái này để sau, tí nữa nếm sau. Đúng rồi. Cua đâu rồi, cua ghẹ đâu rồi? Ăn thoải mái. Ấy, tôm càng xanh của mày đây này. Đấy, đi. Đấy. Ừ, lấy đĩa đi. Nào. Hai con làm cái gì? Ăn thử xong rồi ăn cái kia. Điên này à, ăn tẹt đi. Thoải mái đi, rốt lắm. Ừ. Cái này cũng đắt đấy. À, hết có 500.000 ăn thoải mái. Con càng to này. Ừ, càng to á. Nào. Anh con này cũng có càng. Đấy. Đấy, cho mình nguyên càng to luôn. Rồi. Nào, con nào càng to nữa. Đây. Đấy. À. Rồi, ok. Này, cầm lấy. Đây. Ghê. Ok không? Là hấp cơ. Hả? Anh chị hấp. Ghê. Hơn mấy trăm nghìn một cân đấy. Chén này lấy đầy đi. Lấy đầy thì thôi giúp. Mày rốt đi. Mày không tin vào cái bụng của tao à? Cháo để sau. Răng mê. Ăn răng mê không? Ghệ răng mê. À ghệ sốt mê. Làm vài con nhá. Mình phải đánh vào cái thị trường gọi là to và xịn. Chiên. Uầy. Rồi mới gắp con tí mà đã được 4 đĩa rồi. Nào, cho ra đã. À từ từ. Làm tí ốc nữa. Không. Cho ốc ra rồi, đã. Ốc rồi, ốc rồi. Từ từ để cho ra đã. Nhiều quá, nhiều quá. Nhiều mấy con này đây. Đây. Bạn này nhiều cốc. Tiếp. Ừ. Nhanh lên. Thêm vào. Thêm vào. Thắp lư quá.
sông dãi liều chiều. Thấy ghẹ hấp này. Cái này đắt nhất. Cái này đắt, đắt đấy, đắt nhất hay sao? À, không phải, không phải, không phải, không phải đắt nhất đâu. Nhưng mà cứ gắp nhiều và nó cũng đắt đấy. Mày em ui, cứ làm con to nữa. Một con to nữa là được hơn cân rồi đấy. Được rồi. Ấy, cua bấy đấy. Ấy sao? 500 nghìn một cân. Ta mới mày làm một cân là lại lãi một cân tiếp. Đây. Ấy nhưng mà ăn sống. À đâu? Anh ơi. Cho em con cua này là mình làm món gì đây ạ? Hấp à? Hấp đi. Hấp cho em một cân. Cho cái này, cho này. Đấy. Ui, con này càng to này. Con này to chưa? Đâu? Cặp bít anh. Ta phải kiểm tra độ khỏe của nó đã. Kiểm tra độ khỏe đã. Con này to thế. Ui, anh thằng ta không bắt được đâu. Ấy là, ấy là, ấy là. À, dạ, khỏe đấy. Cho chim đầu con này không? Đưa chim ra đây. Không này, con cắn này. Đó. Không. Khỏe lắm. Cắn. Làm cái? Không. Cặp chim nó mới biết bơi. À, mày biết bơi rồi. Rồi. Chưa. Ao. Đưa anh để làm cho. Anh ấy chưa đủ cân. Đây. Đấy. Chắc chỗ này đủ cân đấy. Hấp cho em. Rồi tiếp tục. Thế còn những cái món này là mình cũng nấu đấy lên đúng không? Dạ, cái đây là lẩu ạ. À lẩu à? Vâng. Thôi mình ăn đồ kia. Mình ăn thịt cái lẩu với búp bê là cũng kiểu như nhau à? Ăn tất hay là wow. Nhiều thế này cả. Ăn cái đồ chín trước đi. Ăn đồ chín trước. Anh đấy cho em tiếp nha để em đi chọn tiếp. Bên này, bên này. Rau củ quả ăn lẩu, chỗ này ăn lẩu rồi. Ui, chè. Làm cái này à? Chè cốc đâu? À bát à? Trắng miệng, cái này trắng miệng. Mình phải tính trước hiểu không? Cho em một ít. Để em tự làm chè nha. Hôm nay chè này sẽ làm món chè kinh khủng ấy. Cái này là ăn riêng chứ sao lại? Không phải. Mày định làm thập cẩm à? Anh không thấy người ta làm thập cẩm chè đấy à? Đấy. Cái này còn hơn cả thập luôn đấy. Nào. Úi dồi, cái này là cái gì? Cốm. Cốm này. Cổng anh làm mà. Đi, ngon lắm. Điên là mày trộn tất cả với nhau. Liệu nó có thành thập cẩm không? Thành đấy. Không, tao chơi một loại thôi. Em thích ăn chè Việt Nam cơ. Tao chơi một loại thôi. Ôi trời. Em ơi mở cho anh cái bếp nổ máy cái bếp cái. À cho anh gọi đồ uống. À. Nhanh nhỉ. Ờ chào đồ xin chào ạ. Cho anh hỏi là hôm nay nhà mình đi hai người đúng không ạ? Hai thằng. Dạ vâng ạ, em gửi bên đồ uống nhà mình chọn đồ xem đấy ạ. Có à. À có rượu vang à? Dạ vâng ạ. Cho anh rượu vang nhá. Dạ vâng ạ. Thằng này uống bia nhá. Uống. Mày uống gì? À, em uống Coca vang. Coca. Coca Cola. Cho em một cái Coca. Một Coca. Vâng, nhà mình có Coca. Ok em. Giá bút phê của rồi, anh biết rồi, tất cả chỗ này có 500 nghìn nữa đúng không? Dạ vâng. Và cái giá đấy thì sẽ chưa bao gồm 10% VAT và phí đồ uống nhá anh. À, tức là sẽ thêm cho thêm hẳn 100 nghìn nữa thì là 600 nghìn đúng không? Dạ vâng ạ. Ăn chỗ này quá bình thường luôn. Dạ vâng ạ. 600 nghìn thanh toán luôn hay là rồi ấy, thế thì ạ. Và nhà mình có thể là xem qua cái bảng thông tin nhá. Tức là nhà mình sẽ phải ăn hết đồ ăn và không được để thừa đồ ăn ấy ạ. Ui anh ơi. Ui, không phải suy nghĩ về cái vấn đề không hết. Không mày mang về. Cho anh cái túi bóng. Okay. Mang về. Đây là quy định của nhà hàng, em sẽ không được mang về và nhà mình sẽ ăn hết đồ ăn và cả luôn ấy ạ.
Ăn hết à? Phải ăn hết à? Không ăn là bị phạt à? Được. Ui dồi, chỗ này nhằn nhỏ gì? Không ăn. Bọn em còn trâu, bọn em chiến hết mà. Ok. Được. Ok. Rồi, ok, đúng rồi, chuẩn luôn. Ok, anh cảm ơn nhá. Nào, bây giờ bắt đầu. Anh xông ra anh liều chiến. Hết chỗ này đơn giản. Bây giờ tao tao mày nhá. Em bắt đầu ăn này. Đợi, trong lúc đợi cua. Ai nói gì trước rồi? Ghê. Em chiến này ạ. Chiến em nó. Lần đầu tiên được đi ăn buffet. Ấy, anh lấy cái kéo đi. Hả? Kéo có đấy tất. Wow. Kéo ở đây xịn nhỉ, to đấy. Đầy mâm. Nới cúc chưa? Rồi. Ok. Đấy. Ờ, anh xin. Anh xin nha. Cái lấy cho tao cái kẹp. Đấy. Nào. Lấy một cái đĩa. Chuyên ăn hải sản rồi, không phải suy nghĩ. Chiến. Ui. Mày gạt thế. Ui đấy này, gạch này. Xanh le luôn. Ui con này, đúng con ngon đấy, gạch ngon đấy. Ngon đấy. Đấy. Đủ lắm rồi. Đi chứ hải sản. Ngon quá. Món đồ tươi sống có khác. Bỏ bỏ cái này đi. Mày phải lấy cái muôi ạ. Hút cái cạch. Rột lắm. Từ đây. Không. Tao ăn hộ. Không. Em thì em. Wow, cái gạch này. Béo lắm. Trên cả tuyệt vời. Ngoại nhỉ. Đổi lên được tươi sống nhỉ. Tao có kế này. Thế nào? Giả dụ nhá. Thế nào? Tí nữa mày ở lại đây tao về một tí. Tức là tiền thì mình đủ. Ừ. Tao về trong tao đút túi quần tao mang về trước ấy, xong mày cứ ngồi đây mày giả vờ ăn ấy. Không. Anh định bỏ bom em đi. Điên à? Ừ. Tao đưa tiền cho mày luôn, bỏ bom mày. Thịt ngọt lắm. Quá ngon luôn. Ui. Đỉnh luôn mày ơi. Ui. Quên mình chưa thể hiện skin bóc ghẹ cho mọi người xem nhá. Quên mất. Bóc ghẹ nó phải có skin. Đó là không nhất thiết phải kia cả. Bóc thêm cái càng. À. Đấy. Đấy gọi là skin bóc ghẹ. Đấy, ngon chưa? Mấy cái cả mọi người nhá. Không còn gì ở trong nhá. Chứ không phải quên mất từ lúc mải quá, mừng quá thế là không thể hiện skin. Ui. Tuyệt quá. Vậy. Chưa vang chưa giả. Chưa. Ui, ghẹ. Gạch nó này. Ui. Ngon, ngon, ngon. Kìa nào nhỏ nhỏ hơn chút thì đẹp. Có rượu vang kìa. À, ok. Cứ bình tĩnh cũng được. Anh không vội đâu. Ui. Ghẹ tươi sống rất là dễ bóc nhá mọi người nhá. Nó không kiểu như ghẹ chết rồi nhá. Ghẹ tươi sống nó dễ bóc lắm. Toàn cục thịt ra cả cục luôn. Ngọt lắm. Ok. Ăn nước lẩu à? À, cho đợi tí rượu uống sau. Ngon nhỉ? Đấy, skin bóc hải sản của anh em mình nó lên tầm mới rồi mọi người, tầm kiểu như Olympic ấy. Đấy, à, bóc một phát đã cả con ra
thịt ràng thịt. Đấy. Thấy chưa? Nó phải như thế này. Đỉnh luôn. Thật ra là cái đồ tươi sống nó dễ bóc thế đấy. Nên nó... Ui, ái kìa. Ừ. Chiến không? Chiến món này không? Tao đang ngắm nhớ rất là nhiều món. Này, món chua. Đây đây. Đây, đây. Ai, tôm càng xanh của mày. Mày bưởi càng xanh ơi. Nào. Rồi, ok. Cứ chén dần. Xem cái càng nó, tôm càng xanh càng có thịt không nhỉ? Ôi, có thịt này. Ừ, em phải chín càng này trước. Em xem nó trong mạng nhiều lắm rồi. Giang mê ngon lắm. Đây, càng nó đầy thịt thế này. Ăn rượu à? Ui, anh có rượu này. Anh mày uống rượu à? Không. Ôi, em không uống đâu. Đợi đợi coca. Em uống coca vang rồi. Cạch cái cho nó vui. Nào. Uống là phải thử tây. Thơm đấy. Em xem phim à. Nước ngoài rồi. Tân Bến Thượng Hải. So long. Và đấy gọi là trẻ con không được ăn thịt chó đấy nhở? Sao 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 sao? Ngon lắm. Nhưng mà em ơi, giờ ở nhà hàng em có cái rượu nào nồng độ cao hơn không? Cái loại nào cao nhất? Uống có say không? Nhưng mà có say bằng say em không ấy nhỉ? Chứ cái rượu anh thấy anh uống đủ loại rượu trên đời rồi nhưng mà chưa rượu nào say bằng hôm nay anh say em. Thôi chết, vợ nó nghe thấy chết toẹt. Vợ anh đang chăm xem phim cơ. Hả? Vợ anh nghe. Sao? Vợ anh cứ nó tán cho vỡ mồm. Nhìn thế này. Vâng. Bạch bạch. Thấy chưa? Sờ mới chả kìm. Con này làm trứng ấy. Ồ, bỏng thế. Uầy, con cua này mà nói thật sự là quá đỉnh cao nha mọi người nhá. Làm trứng. Ok chưa? Con này ta làm trứng ấy. Cua ở đây là... À, cứ đi chọn con nào to nhất để khỏe nhất để với lại ok nhất để là ra chén mọi người nhá. Thích ăn con nào cũng được. Anh em mình cứ tính cân. Mày ăn một quả sống này rồi đúng không? Cởi cái quần này. Hả? Tao cởi từ đầu tao nới mấy lần rồi. Tao ngủ quá. Cá hồi, sashimi giống như kiểu cái ăn mày ăn rồi cơ mà. Cái này chấm xì dầu mù tạt mà nhỉ? Thôi cứ thử. Chấm tương ớt mà ăn ngon quá đấy. Đúng này em ăn này. Chuyến này không có. Này. Không hết đâu. Cái này gấp bao nhiêu lần cái thể loại mình mua trong siêu thị nó đá đá. Quá tuyệt vời luôn. Thật tẻ. Chuyển hết. Cái này em mình tự tin chuyển hết xuống rồi luôn. Bùng lụa đi. Ngon nhỉ. Vâng, cứ em cứ dọn thoải mái đi. Cứ tự nhiên như ở nhà em ạ. Nhà em, nhà anh mà có vợ xinh như em thì anh xuống đây anh tự nhiên luôn. Từ lúc em cứ đi vào đây dọn dọn như này là anh cứ say say kiểu gì á. Em đi lượn mấy, không phải say nó rượu, anh uống rượu tốt lắm. Em lượn 3 vòng là anh cứ say 4 lần luôn. Anh à,
con chưa? Rồi, mời đại ca. Ôi, mời anh. Mời anh. Không ăn nữa. Anh ăn đi. Mời vào mời ăn khỏe lắm cơ mà. Không anh mà anh ăn khỏe cho anh mà anh lấy nhiều cua làm gì? Cố lên em ơi. Không, em ăn cố là quen. Không phải bây rồi. Bây giờ còn mỗi con cua này thôi. Bây giờ phải ăn hết cơm, gọi nhiều. Ai bảo lúc nãy mình gọi nhiều mà, gọi hẳn cân cua mà. Thì anh bảo ngon lắm mà, ăn đi. Thì chẳng ngon, nhưng mà no quá rồi. Thì em cũng no. Ai bảo mày bảo gọi nhiều. Anh, nhưng mà to hơn anh ăn đi. Mày còn định rủ cả làng xuống ăn cơ mà. Em không ăn, anh rủ. Tại anh bảo anh mới rủ. Không biết, bây giờ là không biết. Tao ăn hết bát chè này, mày phải ăn hết con cua này. Anh không ăn là anh bị phạt, thế thôi. Mày không ăn, tao phạt tao, tao cho mày ở lại đây tao về. Ừ. Nào. Thì em cũng chạy theo anh về. Ồ. Mày đi. Ồ. Tôi làm sao mà ổ. Mà. Anh ơi, em không ăn đâu. Nó lúc này em đảm bao quá chè lên tiếp, sao anh chẳng ăn ý. Tao chẳng mấy bát, ăn cái bát thập cẩm của mày đó. Anh à, hai bát chè, bát chè thứ ba đấy. Cảm giác nó quá không ngon nữa. Giờ à? Ăn đi. Ôi ngắm con cua này. Không nhé, bây giờ em chia. Em ăn một cái cảng nhà đấy. Sao bây giờ người ta cho mang về thì tốt quá nhỉ. Ừ, con này mà mang về thì ngon nhỉ. Có túi không? Không. Không bánh được túi sao. Bụng bụng căng. Im vào, người ta cười chết. Tao xem lại quả cua ăn ui ui gần nứt cúc ui. Thôi bây giờ thế này nhá, bụng anh chẳng khác gì bụng trâu điên à. Bụng tao sáu múi nó vẫn khác đấy, nó không phệ nhưng bụng mày, bụng tao sáu múi nó khác. Bây giờ thế này nhá, tao ăn hết bát chè này với lại một nửa con cua. Thôi thì em ăn hết bát chè này. Anh ăn không, người tao một tí tao trắng miệng. Thôi cố đi em ạ. Thế không à, thôi. Lâu lâu anh em mình mới được đi London đấy. Em nhận cái càng to đâu. Hả? Đấy, em nhận cái càng to đâu. Mày điên này, mày ăn một cái càng đi. Được. Ấy. Đúng rồi. Anh thì ăn. Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa. Đúng rồi, anh khỏe như trâu, anh ăn đi. Ui, cái em xin thấy gạch đỏ đó. Đây. Lúc nãy nhìn thấy nó gạch nó ngon thế mà sao bây giờ nhìn gạch nó áp lực thế. Vẫn ngon lắm nhưng mà no bụng rồi. Nhìn nó kèm con mắt nhưng mà no con bụng. Vẫn ngon nhưng mà. Nhưng mà không tải được. Đây là gọi là. Anh chơi nốt đi. Đây là gọi là dính vào cái tình trạng là no bụng đói con mắt mọi người ạ. Hay là trả tiền con cua này. Mình ăn hết rồi mà. Không, trả thêm tiền con cua này. Đỏ lắm rồi thật đấy. Không, ăn đi. Xong rồi còn đâu tiền thừa để con đi chơi. Mày bóc cho tao. Hả? Bóc cho tao. Đây anh. Để em sẽ hầu hạ anh. Không có gì là khó, không có gì tao không làm được cả. Chuyện thừa rồi nào. Này, thịt ngon chưa? Bóc ra hẳn bát, tao vạ một phát. Okay. Đúng rồi, chuẩn, bây giờ phải chơi bài này. Bóc hết ra, nó đỡ áp lực mày hiểu không? Đấy, tao ăn hết con cua rồi, mày ăn hết bát chè. Không được để phí. Ấy, nhưng mà có phải ăn hết nước mắm không nhỉ? Chắc là phải hết đấy.